Dạ vâng, em xin kính chào toàn thể tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với kênh của em Huy Hoàng Audio Phú Thọ. Thì để tiếp tục các video thì trước mắt các bác đây, em ngày hôm nay có thời gian rảnh dọn ở trong cửa hàng, chỉ có dư được anh em chiếc đẩy bãi. Đấy thì trong phiên video này của em sẽ thanh lý cho anh em đây. Trước mắt các bác là những mẫu đẩy em sẽ thanh lý cho anh em mức giá rất là rẻ. Đấy nên rất là mong này, mỗi bác đi qua video hắc nỉ bỏ vào một vài giây thôi, cho em xin một like này, một đăng kênh và nhớ đến cho anh em nhé, để không bỏ lỡ những video tiếp theo của nhà em ạ. Thì trước mắt các bác đặt em có được là 1 này, 2 này, 3, 4 và 5 mẫu đẩy như này. Em sẽ để thanh lý cho anh em nhanh thôi với giá ngon bổ rẻ anh em nhá. Và đầu tiên, ngày hôm nay em có một con Zoyan này, LS300. Thì con này thì là đánh cho anh em là một cặp bát 30 như này ạ. Đấy, một cặp bát 30 đánh khỏe luôn. Và ruột gan bao zin cho anh em 100% anh em nhá. Ruột gan thì con em cam kết là bao zin 100% và chạy là 16 sò, mạch có lẽ hát cho bác và chạy 4 tụ này anh em này. Đấy và em sẽ test tiếng nhạc con này trực tiếp luôn. Test tiếng nhạc con này trực tiếp và báo giá luôn cho anh em nhanh luôn này. Con này thì anh em cam kết anh em đánh một đôi 30 đây như này, bao khỏe và chất lượng âm thanh thì khô khỏi bàn anh em ạ. Đấy, anh em nào đi qua video nha, hoan ủng hộ một vài giây cho em xin một like, một đăng kênh và nhớ chuông anh em nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều ạ. Ruột gan thì con này em cam kết là bao zin 100%. Đấy, quạt gió chạy bình thường. Anh em mua về đánh một đôi 30 như này dùng gia đình quá ok luôn ạ. Rất là khỏe đúng không các bác? Thì con này em chiên cho anh em ngày hôm nay đầu video luôn này, để cho anh em mức giá chỉ với là 2 triệu đồng thôi. 2 triệu đồng một con đẩy 2 kênh, công suất là 500W một kênh cho anh em. Rất khỏe đúng không ạ? Đấy, anh em chốt thì nhanh tay liên hệ qua số điện thoại xem này, chốt đơn anh em nhé. Chốt đẩy LS300 cho em. Anh em nhắn tin đúng cú pháp cho em nhé. Chốt đẩy LS300 với mức giá 2 triệu đồng. Em sẽ bao ship cũng như là tặng kèm 2 dây kết nối calo cho anh em, để kênh kết nối từ vang xuống đẩy và từ nâng từ xuống đẩy anh em nhé. Đấy, 2 triệu đồng một con đẩy đánh một cặp 30 gia đình dùng quá ok luôn anh em ơi. Hàng này hàng bãi em vẫn bảo hành cho anh em luôn. Ok chưa? Và quan điểm bán hàng anh em sẽ không cọc anh em nhé. Đấy là anh em cứ mua hàng liên hệ qua số điện thoại là chốt đơn anh em ạ. Và tiếp theo em có được hai con đẩy Zoyan tiếp này các bác này. Con này thì là công suất là lớn hơn con Zoyan màu vàng này một chút. Con này công suất là trên 800W một kênh cơ. Đây, 800 cộng tầm 850W một kênh. Đẩy hai kênh rất là khỏe. Con này thì đánh căng đét cho anh em là hai cặp bát 30 hay là một cặp bát 40 câu 100 luôn riêng con này ạ. Và đằng sau này bác này, đằng sau vẫn đầy đủ cho bác và anh em là các đường tín hiệu đây, hai đường link bên cạnh luôn, các đường mạng 3 xít chập kênh này, các cầu ra loa đầy đủ cho bác luôn ạ. Và dây nguồn và hệ thống quạt gió đằng trước đằng sau, hai quạt thổi và hai quạt hút cho anh em, để giúp anh em đánh lâu không sợ bị nóng nha các bác nhé. Và ruột gan con này thì em vẫn cao kết cho anh các bác là 100% là zin. Đấy, đẩy bãi zin nguyên chất cho anh em luôn ạ. Đầu tiên trước mắt các bác là một nguồn đồng khá là to đúng không các bác ơi, và chạy tiếp cho anh em các bác là 8 tụ này, mỗi tụ là 63V và 22.000mAh cho các bác. Rất là khỏe con này, cực kỳ bác rất là khỏe. Và lên tới là 30 sò trường MZL anh em nhé, 30 sò MZL cho bác. Và mạch nâng cấp là mạch CLH. Đấy, bác nào biết dòng mạch CLH đã biết rồi. Đấy, một dòng mạch cực kỳ bền bỉ, chất lượng mạch vừa hay, vừa bền bỉ và vừa sáng tiếng anh em nhé. Và điểm đặc biệt nữa con đẩy này là rất ít con đẩy có, là ở hai kênh này, mỗi kênh nó đều có anh em là từng mạch xử lý tiếng anh em nhé, mạch xử lý tiếng luôn. Đấy, nên là rất là chất lượng cho anh em, rất là uy tín. Đấy, mạch xử lý tiếng, giúp xử lý tiếng nhạc, tiếng mic cực kỳ là hay. Thì con này ngày hôm nay em sẽ xả thanh lý cho anh em nhanh thôi. Bình thường các bác theo dõi em có biết con này em bán tầm 3.9 triệu đến 1 triệu đúng không ạ? Nhưng ngày hôm nay chiên cho anh em trong video này này, mức giá nha anh em, chốt nhanh nhanh lên lại qua xem lại xem. Chốt đẩy Zoyan xem. Chốt đẩy A800 cộng chứ. Chốt đẩy A800 cộng xem. 3.410.000 đồng em bao ship cho bác. Ok chưa ạ? Anh em chốt nhanh nhanh lên lại qua xuống lại xem để chốt đơn em nhá. Anh em mà không chốt con này với giá 3.400.000 đồng thực sự anh em là tiếc vô cùng luôn đấy. Đấy, tiếc vô cùng. 3.400.000 đồng em bao ship, tặng kèm hai dây kết nối calo cho anh em. Đấy, đánh hai cặp 30, một cặp 40 câu 100 căng đét luôn ạ. Anh em chốt nhanh tay lên lại qua số điện thoại chốt đơn anh em nhá. Và tiếp theo này. Đấy, giới thiệu cho anh em nữa một con đây. Ngày hôm nay em có một con đẩy Smith này, con này lâu lắm rồi. Mã là T2000. Con này thì là báo cho anh em luôn này, hàng hoàn của khách. Đấy, anh ấy gọi đặt hàng cho em thì em ok gửi hàng cho bác. Thì vào đến nơi anh ấy bảo là không có tiền nhận, với vợ không có nhận, thì thôi em cho hàng về cho anh em thôi.
Đấy, anh em cứ yên tâm cho em là anh em cứ nhớ mua hàng này, nghe ok thì nhận hàng và không ok hoàn trả cho em, được chưa ạ? Đấy, bên em bán hàng đặt số uy tín hàng đầu thôi, nên anh em cực kỳ yên tâm cho em. Con này thì em lại không mở nắp ở đây, nhưng mà em vẫn cam kết cho anh em là đánh 2 cặp 30 hoặc là 1 cặp 40, con này căng đét luôn cho anh em. Con này thì em chiên cho anh em nhanh thôi, giá chỉ với là 3 triệu đồng anh em nhé, 3 triệu đồng một con này, bao ship cho anh em, tặng kèm dây kết nối luôn, được chưa ạ? Anh em chốt nhanh tay cho em có đúng một con thôi, nên là anh em là săn được con này phải nhanh tay cho em anh em nhé, số lượng còn đúng một con anh em ạ. Và tiếp theo em có một con DK King, một thương hiệu DK thực sự là quá nổi tiếng rồi đó, DK King MP600 đây đẩy bãi. Con này công suất là 600 góc một kênh cho anh em, đánh 1 cặp 30, 1 cặp 25 thoải mái con này cho em ạ. Đánh 2 cặp 30 cũng được nhưng mà hơi đuối anh em nhé. Và ruột gan con này thì cũng là bao zin cho anh em 100% toàn quốc. Và chạy lên tứ là 30 sò anh em ạ, 30 sò NG kép nguồn đồng và mạch class cho anh em. Chạy phiên bản chạy là 8 tụ, rất là khỏe. Con này thì em chia cho anh em nhanh thôi, giới thiệu qua một chút rồi chia cho anh em con này nhanh. Giá này 2.800.000 đồng, em bán ship cho bác, ok chưa ạ? 2.800.000 đồng, anh em chốt nhanh ra liên hệ qua cho em, chốt đẩy DK cho em, 2.800.000 đồng, em bán ship cho bác anh em nhá. Và tiếp theo này em cố một con GX đây, GX công suất là 800 góc một kênh, mã là HGI 800, đẩy bãi. Con này thì đánh khỏe hơn con này, con DK kia, đánh cho em là 1 cặp 2 cặp 30 hoặc là 1 cặp 40, 7 qua 7 6. Con này giật gan thì vẫn là bao zin cho anh em. Đấy, đẩy bãi zin nguyên chất cho anh em rồi. 30 sò NGVK cho bác, chạy 8 tụ, mỗi tụ là 80V và 10.000 mi cho bác đây, rất là chất lượng luôn ạ. Và mạch class, và tất cả đẩy anh em này hầu như cũng là chạy mạch class thôi, để đã giúp cho anh em là bền bỉ này, anh em đánh lâu không sợ bị nóng, khỏe và chất lượng anh em nhé, cho là chất lượng thanh, chạy âm thanh tốt. Đấy, anh em nào mà dùng ở gia đình ấy, có âm ly cũ hoặc là những con đẩy mà công suất yếu, thì anh em nên tham khảo những dòng đẩy cao cấp và chất lượng như này, để anh em nó giúp cho anh em là nâng cấp bộ dài của nhà mình lên, chất lượng thanh tốt anh em nhé. Đấy, thì con này em chia cho anh em giá chứng chỉ với là 3 triệu đồng thôi, bao ship cho bác thôi. Đấy, anh em chốt nhanh liên hệ qua cho em, chốt đẩy GX cho em, chốt đẩy GX con này đây, chốt đẩy GX 3 triệu đồng bao ship cho bác. Và quan điểm bán hàng bây em sẽ không còn cọc anh em nhé, anh em lưu ý cho em này, anh em mua hàng trên mạng nhá, ít nhất 10 cửa hàng thì 9 cửa hàng bắt các bác cọc đúng không ạ? Nhưng quan điểm bán hàng bây em sẽ là không còn cọc anh em nhá, đặt sự uy tín cho bác thôi, anh em tin tưởng nhau, mua hàng của nhau. Đấy, em sẽ không còn cọc cho anh em cứ mua hàng, nhận hàng rồi anh toán cho em, ok chưa? Đấy, nên anh em chốt nhanh tay liên hệ qua số đại trang chốt anh em nhá, chốt đẩy GX cho em 3 triệu đồng thôi ạ. Và đây em còn rất là nhiều mẫu đẩy khác nhau nữa, thì rất là mong này bác nào đi qua video hoan hỉ bỏ ra một giây thôi, cho em xin một like, một đăng kênh và nhớ ấn chuông, để khi là em like, em như em live stream này, em đăng video, em nhận được thông báo và săn được những món hàng ngon bổ rẻ của hàng nhà em anh em nhé. Và video của em đây cũng là hết rồi, và xin kính chào và hẹn các bác ở những video tiếp theo anh em nhé. Và em nào chốt được con những con đẩy nào ở trong video của em thì em phải nhanh tay anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.